là cái cách để mà chúng ta xây dựng cái kịch bản bán hàng cũng như là cái kịch bản để mà chúng ta xây dựng những cái video marketing liên tục add more value, đúng không ạ? Ví dụ như là Huy liên tục trao giá trị ở phòng Zoom 5 giờ sáng thì đây là cách mà Huy add more value cho gì ạ? Cái thị trường mục tiêu của mình. Ngay cả những khách hàng mà đã sử dụng cái dịch vụ hay là những cái giải pháp mà bên Huy, ví dụ như là một số người đã là học viên trong các cái khóa học, hoặc là những cái người mà đã tham gia vào đội nhóm kinh doanh cùng với cả team kinh doanh của Huy, thì làm sao ạ? Thì họ cũng được add more value, tức là gì ạ? Gia tăng giá trị. Kể cả sau khi họ mua hàng, họ vẫn tiếp tục được gia tăng giá trị. Cái điều này nó giúp điều gì ạ? Nó giúp mình có thể để lại những cái giá trị cho đời sau. Những cái tư duy của mình, những cái suy nghĩ của mình, những cái cách nghĩ, những cái quan điểm của mình ấy, nó sẽ được gì ạ? Sẽ được thậm chí là sau cả khi mà mình mất đi ạ, mình chết đi ạ, thì nó vẫn còn được lưu truyền anh chị em ạ. Đấy, đấy là cái điều rất là hay. Đấy, như vậy là gì ạ? Là cái thương hiệu của mình nó sẽ được lan truyền nếu nó thực sự có giá trị. Đúng không ạ? Nếu nó thực sự có giá trị thì chúng ta gì ạ? Chúng ta sẽ để lại cho đời sau những cái di sản. Đó, thì đấy là một cái nhu cầu của con người, và đấy là một cái động lực khiến cho Huy làm việc cũng như là rất nhiều người khác làm việc. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta sống ở trên đời này, nếu mà có thể chúng ta hãy để lại cho đời sau những cái di sản gì đó. Đúng không ạ? Thì đó là cái cách mà Huy đang làm, cho Huy hướng dẫn anh chị em cái cách mà Huy đang làm thôi. Còn rất nhiều cách khác thì Huy chưa làm, cho nên Huy cũng không hướng dẫn anh chị em. Bởi vì thực tế là Huy có thể làm được. Trước đây là Huy cũng đã thử làm những cái whiteboard rồi animation. Huy cũng làm được những cái animation nhỏ nhỏ để làm intro, outro. Intro, outro đấy là gì ạ? Đấy là cái video để mà bắt đầu ấy, gọi là vào ấy, hoặc là outro là cái video được kết thúc ấy, thì Huy có thể làm những video như vậy, tự làm luôn đó. Thậm chí nó còn làm cho giúp cho anh chị em bạn bè khác, thậm chí còn kiếm tiền, tức là bán được những video intro outro đó. Tuy nhiên thì cái đấy thì mang hàm nghĩa nó yêu cầu tính chất kỹ thuật cao, mà ở đây mình là cái người sáng tạo nội dung, mà mình cứ tập trung vào kỹ thuật quá nhiều thì mình rất khó để mà mình tập trung được vào nội dung. Postcard thì nó là phát thanh, nó là âm thanh thôi, nó không phải video, cho nên là chúng ta có thể sử dụng postcard, nhưng mà với ở đây thì chúng ta đang tập trung vào video marketing, cho nên chúng ta không nói về postcard, đúng không ạ? Ok nhé, hôm nào một hôm khác Huy sẽ nói về postcard sau. Ok ạ, chúng ta có thể trích xuất âm thanh từ video ra, chúng ta đăng lên postcard cũng được, ok không ạ? Rồi. Tiếp theo thì Huy chia sẻ anh chị em về cái định hướng mà anh chị em chúng ta nên làm để mà trở thành một cái người chuyên gia marketing, nhưng mà đơn giản nhất, dễ nhất, ai cũng làm được. Anh chị em muốn cách này không ạ? Bao nhiêu anh chị em muốn là mình sẽ làm video marketing mà đơn giản nhất, dễ làm nhất, mà mù công nghệ cũng làm được. Đấy, chứ còn nếu mà nó quá siêu thì Huy không hướng dẫn. Bởi vì sao ạ? Hướng dẫn xong anh chị em kêu khó, anh chị em không làm. Bao nhiêu anh chị em chúng ta là cảm thấy là khi mà nó quá khó thì chúng ta ngại, nó sẽ không làm, đúng không? Đấy. Thế thì ở đây chúng ta hãy tập trung vào hai cái dạng video. Một là video là người đóng và bản chất là mình đóng, chỉ một mình với cái điện thoại thôi nhá anh chị em nhá. Một mình cái điện thoại nào đã có thể làm video marketing được rồi, không cần thiết phải là có quá nhiều điều kiện này kia. Đấy. Và mình hãy trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình bằng cách là mình trao giá trị cho cộng đồng. Và nhớ một cái điều này là bốn cái bài viết trao giá trị thì hãy có một cái bài viết chia sẻ về sản phẩm dịch vụ của mình. Tức là gì ạ? 4-1, cái tỷ lệ 4-1, đúng không ạ? 80-20 á. Thế thì bốn bài viết có giá trị thì có một bài viết chia sẻ về sản phẩm dịch vụ của mình. Đúng không ạ? Nhá. Thì đơn giản như vậy thôi. À, đơn giản là chúng ta hãy tìm những cái gì đó có giá trị cho cộng đồng, cho thị trường của chúng ta, và chúng ta hãy chia sẻ cái điều đó, đúng không ạ? Và chúng ta chỉ cần có một cái điện thoại
hoặc là có một cái máy tính thì chúng ta đã có thể làm được rồi. Và Huy sẽ chia sẻ cho anh chị em những cái phần mềm mà chúng ta có thể thiết kế, có thể chỉnh sửa video của mình một cách đơn giản nhất. Đó. Ví dụ như là chỉnh sửa video trên điện thoại thì Huy hay dùng là CapCut hoặc là đấy nha. Nếu mà chỉnh sửa video nhé, chỉnh sửa video này trên điện thoại này, điện thoại anh chị em dùng có thể dùng CapCut, đúng không ạ, miễn phí, đúng không nhỉ? Hoặc chúng ta dùng trực tiếp ở trên các cái app, ví dụ như là TikTok, chỉnh sửa trực tiếp trên đấy luôn, hoặc là gì ạ, hoặc là Facebook, hoặc là YouTube. Đấy. Thì chúng ta có thể chỉnh sửa trực tiếp trên cái app này luôn. Đấy. Hoặc là Huy hay dùng một cái phần mềm nó chuyên nghiệp hơn, đó là gì ạ? Là KineMaster. Nếu mà anh chị em muốn điều chỉnh một cách chi tiết hơn, đấy, thì dùng KineMaster. Cái này thì phải mất tiền, đấy chứ ạ? Mất khoảng hơn 700.000 một năm. Đó. Rồi. Nếu như mà trên máy tính. Trên máy tính trước đây thì Huy dùng cái Camstamia. Đấy. Camstasia Studio. Camstasia. Camstasia. Đấy. Trước đây thì Huy hay dùng Camstasia, nhưng bây giờ ấy, Huy hay dùng cái Wondershare. Đấy. Wondershare Filmora. Đấy. Tại sao ạ? Bởi vì cái Wondershare Filmora này ấy, nó nhẹ hơn. Đấy, cho nên Huy hay sử dụng cái Wondershare Filmora này. Đấy, để mà chỉnh sửa video trên máy tính, đúng không ạ? Đó. Trên điện thoại nếu mà iPhone nhé, iPhone thì mình có thể có sử dụng phần mềm là iMovie. Đấy, trên iPhone cái này cực kỳ dễ sử dụng anh chị em, và nó có sẵn những cái mẫu rồi, mình chỉ cần ghép vào là xong thôi, đúng không ạ? Rất là dễ và nó miễn phí. Đó. Hầu hết các cái phần mềm này đều miễn phí anh chị em nhé. Những cái phần mềm này thì mình có thể mua hoặc là crack. KineMaster thì mình có thể dùng cái bản miễn phí của nó, thì nó sẽ gắn vào trong đó cái logo của KineMaster. Thì mình mua để có những cái tính năng cao cấp hơn, đồng thời là loại bỏ cái logo của nó. Được chưa ạ? Thì đây là các cái phần mềm. Ví dụ như là Huy có thể hướng dẫn anh chị em một chút, nhưng mà để buổi sau. Buổi này thì chưa tập trung vào cái việc mà hướng dẫn chỉnh sửa video. Và anh chị em nhớ một điều này, 4 video chia sẻ giá trị thì 1 video chia sẻ về sản phẩm dịch vụ, đúng không ạ? Có rất nhiều người ấy, là liên tục đăng bài rồi là gì ạ, là viết những cái video về sản phẩm, liên tục về sản phẩm thì làm sao ạ? Thì làm cho cái thị trường mục tiêu của mình ấy, họ quá tải, họ mệt mỏi. Đấy, cho nên là chúng ta nên gọi là đưa vào cái sự ghép vào một số các video mà trao giá trị, những video hướng dẫn, video đào tạo, video chia sẻ, sau đó thì mới đến video về sản phẩm dịch vụ, đúng không ạ? Rồi thì ngày hôm nay Huy sẽ hướng dẫn anh chị em một cái cách để mà chúng ta biết được làm thế nào để chúng ta tìm được những cái từ khóa mà người tiêu dùng họ đang sử dụng, đúng không ạ? Đấy, họ đang sử dụng, họ đang tìm kiếm, để mà chúng ta biết được thị trường họ đang quan tâm điều gì. Bây giờ vui lòng anh chị em là gì ạ? Vui lòng anh chị em hãy comment xuống cái thị trường mục tiêu mà chúng ta đang hướng tới, đúng không ạ?
Bất kể anh chị em đang làm cái lĩnh vực gì, anh chị em hãy comment xuống cái thị trường mục tiêu mà chúng ta đang hướng tới. Ví dụ anh chị em đang làm ngành nghề về bảo hiểm, về bất động sản, về sữa, như hôm trước anh chị em có bạn nào làm sữa thì anh chị em hãy comment xuống cái thị trường mà chúng ta đang làm, hoặc là mỹ phẩm, hoặc là thực phẩm chức năng, hoặc là dược phẩm, hoặc là bất kể cái gì chăm sóc sức khỏe. Đấy, rồi gạo, sách, giáo dục. Giáo dục thì nó hơi chung chung bạn nhé. Mỹ phẩm, đúng rồi. Rồi gì nữa anh chị em comment xuống ạ. Chăm sóc sức khỏe chủ động. Rồi gì nữa ạ. Chăm sóc nam dược, gạo, sữa, bảo hiểm, đúng không ạ? Chăm sóc sức khỏe với bảo hiểm có vẻ nhiều. Ẩm thực, bất động sản. Đấy. Thì bây giờ chúng ta muốn biết được là những cái ý tưởng nào thì nó sẽ hay và thị trường sẽ tiếp cận được. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử đi tìm một cái thị trường nha. Ok. Rồi. Ở đây thì chúng ta cách đầu tiên, cách một, Huy xóa chỗ này anh chị em nha, Huy xóa chỗ này nha. Rồi. Đây là tìm kiếm nội dung, đấy, kịch bản và gì ạ, từ khóa mà khách hàng quan tâm. Đó, từ những cái từ khóa mà khách hàng quan tâm ấy thì chúng ta sẽ gì ạ, sẽ biết được cái nội dung hay là kịch bản mà chúng ta sẽ làm là gì. Thì cái cách một đó là sử dụng Google Search, đúng không ạ? Sử dụng Google Search anh em nhé. Sử dụng Google Search như nào? Đây, ví dụ như là chúng ta quan tâm đến chăm sóc sức khỏe chẳng hạn. Đấy, chăm sóc sức khỏe thì ở đây chúng ta thấy là gì ạ? Nó sẽ có những cái từ gọi là điền vào cho chúng ta. Đấy, tự điền vào chúng ta. Chúng ta có để dấu cách này. Đấy, hoặc là chúng ta để dấu cách phía trước này. Chúng ta để dấu cách phía trước hoặc phía cách phía sau thì sẽ gì ạ? Thì sẽ ra được những cái gợi ý. Đấy, ví dụ như là kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đấy. Hoặc là chăm sóc sức khỏe 360, chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc sức khỏe hậu Covid, người cao tuổi, sinh sản toàn cầu, sức khỏe là gì, sức khỏe điện tử. Như vậy là gì ạ? Chúng ta sẽ copy toàn bộ cái từ khóa này, được chưa ạ? Để trở thành cái chủ đề mà chúng ta sẽ nói. Ví dụ chúng ta đang là những người quan tâm về chăm sóc sức khỏe, và những cái người khách hàng chúng ta họ quan tâm chăm sóc sức khỏe thì họ sẽ search những cái từ gì, thì chúng ta sẽ dùng chính những cái từ khóa này làm tiêu đề và làm nội dung cho bài viết của mình. Đồng thời chúng ta cũng sẽ nói về những cái hướng dẫn về những kịch bản mà liên quan, ví dụ như là chăm sóc sức khỏe hậu Covid. Như vậy là cái sản phẩm dịch vụ của bạn có thể hỗ trợ cho những cái người tiêu dùng chăm sóc sức khỏe hậu Covid hay không, đúng không ạ? Đấy, nếu mà có thì bắt đầu chúng ta chia sẻ về cái việc mà tại sao chúng ta phải chăm sóc sức khỏe hậu Covid này, rồi chăm sóc sức khỏe hậu Covid như nào này, bước 1, bước 2, bước 3 như nào này, thì trong đó chúng ta có thể lồng vào thêm một chút cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Đấy, hoặc là chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đó, thì sản phẩm dịch vụ của bạn có thể chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hay không? Nếu mà có thì bạn sẽ gì ạ? Có một cái chủ đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Được không ạ? Nhá. Hoặc là gì ạ? Chăm sóc sức khỏe sinh sản. Sản phẩm của bạn có thể chăm sóc sức khỏe cho những người mà sinh sản hay không, cho phụ nữ đang mang thai hay không, phụ nữ đang cho con bú được không, hay là cho trẻ con được không, hay là gì ạ, toàn cầu được không, hoặc sức khỏe điện tử được không. Đấy, thì nếu như mà sản phẩm dịch vụ có thể cung cấp được thì chúng ta hãy chia sẻ những cái bài viết liên quan, những cái video liên quan, được không ạ? Thì đấy là cái cách mà chúng ta tìm đầu tiên. Và ví dụ như là bất động sản chẳng hạn. Bây giờ chúng ta muốn gọi là
tìm kiếm những cái từ khóa về liên quan đến bất động sản. Đó. Đây. Đó. Bất động sản này ạ. Đó. Đấy, thì khi mà chúng ta tìm kiếm ấy, thì nó sẽ là cách đăng tin trên bất động sản. Đấy. Phí môi giới bất động sản. Đó. Rồi mua bán nhà đất. Đó. Thông tin mới nhất về thị trường bất động sản. Thì đây là những cái mối quan tâm của khách hàng. Thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Làm những cái bài viết, những cái video liên quan đến cái sự quan tâm của khách hàng. Được chưa ạ? Ví dụ như là anh chị em có thể cung cấp thông tin mới nhất về thị trường bất động sản hay không? Đấy là một ý tưởng về video marketing, đúng không anh chị em? Đó. Ngoài ra thì ở bên dưới cùng này. Đấy. Thì chúng ta sẽ có những cái tìm kiếm có liên quan này. Đấy. Ví dụ như là mua bán nhà đất để bất động sản Hà Nội, cách đăng tin trên bất động sản này. Đó. Đó. Thì đây là cái cách đầu tiên mà chúng ta có thể tìm thêm những cái thông tin. Được chưa ạ? Cái cách thứ hai. Cái cách thứ hai đó là chúng ta sử dụng những cái phần mềm mà nó cung cấp cho chúng ta những cái keyword này. Đó. Thì cái phần mềm này ấy, cái phần mềm này thì chúng ta phải cài. Đấy ạ. Nó gọi là Keywords Everywhere. Đó. Cách thứ nhất là dùng Google Search. Cách thứ hai là chúng ta sử dụng là Keyword Everywhere. Đấy. Để làm gì ạ? Để mà chúng ta tìm ra những cái từ khóa. Ví dụ cũng là bất động sản nhé. Thì nó cũng là gì ạ? Thông tin bất động sản này. Cách đăng tin trên bất động sản này. Phí môi giới này. Đấy. Được chưa ạ? Nó cũng xem bất động sản trừ tà, bất động sản Đà Nẵng này. Bất động sản Hà Nội, bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, bất động sản Nha Trang. Thì bất động sản kết hợp với cả cái vùng miền nào đó. Đúng không ạ? Đó. Nhá. Chúng ta có thể đưa vào dấu cách phía trước. Cái dấu ở phía trước này. Dấu phía sau này. Chúng ta tìm kiếm. Thì nó sẽ ra nhiều hơn. Được chưa ạ? Cái keyword everywhere này thì chúng ta cũng sẽ cài đặt anh chị em nhé. Huy cài sẵn rồi. Huy cài sẵn rồi. Đó. Cái thứ ba nữa. Cái thứ ba nữa mà cái mà Huy hay dùng nhất anh chị em ạ. Huy hay dùng nhất. Anh chị em biết là cách nào không ạ? Nghiên cứu đối thủ. Cách tốt nhất, nhanh nhất, dễ nhất. Đấy là gì ạ? Nghiên cứu đối thủ. Ví dụ như này. Cũng là bất động sản nhá. Được chưa? Rồi. Rồi. Thì làm sao ạ? Mình tìm về những cái bài viết về bất động sản. Được chưa? Mình tìm những cái bài viết mà của những cái chuyên gia về bất động sản. Đấy, hoặc là nha, mình tìm ở trên YouTube đi. Trên YouTube đi. Về bất động sản đi. Được chưa? Đây. Đầu tư vào đâu khi thị trường bất động sản giảm nhiệt? Đấy. Thì anh chị em, nếu mà anh chị em làm bất động sản thì biết rằng là gì ạ? Giai đoạn này ấy, là bất động sản đang chu kỳ là downtrend đi xuống, giảm nhiệt. Giai đoạn này thì cái lượng mà ra hàng rất là thấp, tức là cái sự thanh khoản rất là thấp và nó giảm cực kỳ nhiều luôn. Đó. Thì đây là cái giai đoạn mà chúng ta cần phải cung cấp cho thị trường những cái thông tin như thế nào, đúng không ạ? Ví dụ như là bất động sản là làm sạch thị trường bất động sản, tức là gì ạ? Là loại bỏ những cái bất động sản yếu kém và những cái sóng gọi là lừa nhau rồi là không có tốt. Đấy. Lo ngại cho vốn bất động sản bị thắt chặt. Đấy. Rồi là sốt đất ảo ăn theo dự án. Đó. Thì đây là những cái bài viết mà chúng ta có thể ăn theo nó để chúng ta gì ạ? Để xây dựng cái ý tưởng cũng như là cái bài viết của mình. Chúng ta không ngại cái việc là có thằng khác làm trước rồi nhá. Đối thủ chúng ta làm sao, chúng ta cứ làm giống như đối thủ, sau đó chúng ta sẽ gì ạ? Sáng tạo và làm tốt hơn. Được chưa ạ? Không ngại khi mà chúng ta trùng cái tiêu đề với đối thủ. Đó. Ví dụ như là đây là cái thông tin về sửa luật đất đai và
kinh doanh bất động sản năm 2023 thì chúng ta sẽ nói rằng là gì ạ? Thông tin mới nhất về luật đất đai và gì ạ? Luật kinh doanh bất động sản năm 2023 bạn đã biết chưa? Hay là có thể bạn chưa biết về luật đất đai và luật kinh doanh bất động sản năm 2023, hoặc là thông tin phải biết về bất động sản năm 2023. Đấy. Sau đó mình lấy một số dẫn chứng trong cái video của luật đất đai hoặc luật kinh doanh bất động sản năm 2023 để đưa vào trong cái video của mình để cung cấp thông tin cho cho khách hàng. Đây là cách để mà chúng ta chúng ta xây dựng cái video marketing cũng như xây dựng cái nhân hiệu của mình, đúng không ạ? Anh chị em nhìn thấy bên này này. Nhìn thấy bên này chính là cái keyword everywhere này. Keyword everywhere thì nó đưa ra rất nhiều những cái từ khóa mà chúng ta có thể tận dụng này. Đấy, thị trường bất động sản này, nhận định giá đất này, dự đoán giá đất này, xu hướng đầu tư này. Đấy, đúng không ạ? Đấy. Thông tin chuyển động này, thời sự mới nhất này. Đấy, thị trường này. Đấy, đầu tư bất động sản này. Được chưa? Đấy. Anh chị em ạ, giá đất đột biến tăng 50% tại nhiều địa phương tại sao? Đấy, chúng ta có thể là đặt một câu hỏi. Đấy. Được rồi. Nguy cơ vỡ bong bóng bất động sản hoàn toàn có thể xảy ra. Đấy. Những cái tít mà nó mang tính chất rất là gay cấn đó, thì chúng ta cũng phải chuẩn bị. Hoặc là ngân hàng siết chặt tín dụng bất động sản, bạn đã biết chưa? Đấy. Hoặc là sốt đất ảo ăn theo dự án đây kiểu vậy. Bất động sản đang cao chót vót, tương lai liệu có quay đầu giảm hay vỡ bong bóng? Đấy. Thì mình sửa đi một vài cái chữ ở trên cái tiêu đề của những cái gọi là đối thủ rất là lớn thì tự nhiên là chúng ta sẽ ra được cho mình một cái ý tưởng để mà chia sẻ. Và mỗi một cái video của chúng ta có thể là từ 3 đến 5 phút, có thể là từ 10 đến 20 phút tùy chúng ta khả năng chúng ta chia sẻ đến đâu, đúng không ạ? Mỗi một cái thông tin mà báo đài đưa ra chúng ta lại làm cho mình một cái video marketing, đúng không ạ? Đấy. Hiện tượng sốt bất động sản bùng nổ trở lại. Đấy. Hoặc là điều kiện mới về kinh doanh bất động sản. Đó, anh chị em thấy không ạ? Và đây là cách rất là hay và Huy thường sử dụng cách này khi mà mình muốn chia sẻ, mình có một ý tưởng kinh doanh gì đó, một ý tưởng về chia sẻ một cái gì đó, thì việc đầu tiên ấy mình lên mạng, mình tìm kiếm xem có thằng nào nói về chủ đề này không. Nếu mà có thằng nào nói về chủ đề này thì làm sao ạ? Là mình vào mình xem nó nói như nào. Sau đó là mình lấy một số thông tin của nó, xong lại tìm xong một thằng khác nó nói như nào, lấy một số thông tin của nó, tìm thêm một thằng khác nó nói cái gì, lấy một số thông tin của nó xào xáo lại thế thành bài của mình. Đây là cách dễ nhất, đơn giản nhất, nó gọi là copy and paste, được không anh chị em? Huy chỉ cho anh chị em cách là cách dễ. Đấy. Bao nhiêu anh chị em thấy thích cách này là gọi là dễ làm thì comment là dễ, được không ạ? Comment dễ nếu anh chị em thấy cách này dễ hơn. Rồi, một số anh chị em khác thì quan tâm đến chăm sóc sức khỏe, đúng không ạ? Chăm sóc sức khỏe nha. Rồi 8 ý tưởng chăm sóc sức khỏe tuyệt vời. Rồi 8 cách để sống khỏe. Đấy. Ăn gì trước khi ngủ. Đấy. 8 cách để sống khỏe, sống khôn. Đấy. 6 bước giúp bạn sống khỏe tới 100 tuổi. Đấy. Ví dụ như này, mật ong bằng mắc ung thư. Người ta đều nói rằng mật ong rất là tốt, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà mình nói ra những cái tiêu đề mang tính chất là giật gân, mang tính chất là ngược đời thì người ta sẽ quan tâm. Được chưa? Đặc biệt nè, anh chị em xem những cái video nào mà có số lượng người xem nhiều ấy thì đấy là cái video mà nó sẽ hot. Và chúng ta sẽ lấy cái tiêu đề cộng với cả một phần cái nội dung của bên đó, cộng với cả một phần nội dung của chỗ khác. Ví dụ 15 mẹo chăm sóc sức khỏe chủ động. Đấy, đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta làm sao ạ? Chúng ta sẽ phải lấy cái mẹo của bên này cộng với cái mẹo bên khác để trở thành cái mẹo bên mình, đúng không ạ? Chăm sóc sức khỏe chủ động này, 15 mẹo để chăm sóc bí quyết sống khỏe này. Đấy. Chăm sóc sức khỏe lợi và hại này. Đấy. Rồi 10 điều cấm kỵ trong ăn uống kiểu đấy. Điều trị mất ngủ sau 1 phút. Đấy. 10 điều nên làm để nâng cao tuổi thọ. Đấy. Sáng ngủ dậy cứ làm điều này, máu thông lên não, chữa cả tỷ bệnh. Đấy, cả năm không bệnh. Đó, kiểu vậy. 5 việc làm buổi sáng tăng cường sức khỏe. Anh chị em thấy không ạ? Đây là một kho ý tưởng cho anh chị em chúng ta. Không cần phải nghĩ, không cần phải sáng tạo gì hết. Bây giờ anh chị em cứ làm hết
hết tất cả những cái gì ạ, video mà trên mạng họ làm đi, tất cả đối thủ của chúng ta, họ chính là gì ạ, họ chính là thầy của chúng ta, được chưa ạ? Nào comment xuống cái này ạ, comment xuống cái này, viết thật to ra, viết thật to ra, đấy là gì ạ, đối thủ là thầy của mình. Hãy comment xuống ạ. Đối thủ là thầy của mình. Viết thật to ra, comment xuống, anh chị em comment xuống ạ. Nào Huy xem, tắt đi xem nào. Xem có comment không. Comment xuống ạ. Đối thủ là thầy của mình. Anh chị em nào mà học được cái từ khóa này thôi thì anh chị em trở thành chuyên gia luôn. Không cần phải học nhiều, không cần phải vào Zoom gà gáy nhiều đâu. Được không? Không cần phải học ông Huy đâu. Học từ đâu ạ? Học từ đối thủ của mình. Huy thường xuyên làm điều này và Huy thấy rất là sung sướng, nhàn vô cùng luôn anh em ạ. Đúng không nhỉ? Việc của mình nó là gì ạ? Là copy and paste. Có gì đâu, có gì mà phải nghĩ nhiều đâu. Đúng không ạ? Nhưng mà gì ạ? Là trong cái quá trình đấy là mình cũng phải kiểm tra, mình kiểm nghiệm, mình so sánh, mình đối chiếu, mình trải nghiệm, sau đó mình đưa vào gì ạ? Trở thành kiến thức của mình. Ở đây là mình nói bằng kiến thức của mình, nhưng mà mình phải học hỏi từ đối thủ. Những cái video, những cái hướng dẫn từ rất nhiều những cái người khác ở trên mạng xã hội, ở trên YouTube, trên Facebook, trên Instagram, trên TikTok, họ đều là những cái nguồn cung cấp ý tưởng cho chúng ta. Việc của chúng ta đấy là gì ạ? Xem nhiều. Mình muốn thành công ấy là mình phải bám sát đối thủ của mình. Chọn cho mình một đối thủ đẳng cấp, chọn cho mình nhiều đối thủ đẳng cấp. Đó, những cái đối thủ mà mình thấy rằng là gì ạ? Ngưỡng mộ họ, hãy ngưỡng mộ đối thủ của mình. Họ là thầy của mình mà. Đúng không ạ? Được chưa ạ? Chỉ cần anh chị em biết được cái bí quyết này thôi, anh chị em làm cực kỳ dễ luôn. Anh chị em thấy Huy, anh chị em thấy Huy coi như là gì ạ? Là chia sẻ gọi là rất nhiều cái chủ đề hay đúng không ạ? Thực ra là gì ạ? Là Huy cũng chỉ copy and paste thôi. Cái số lượng video mà mình sáng tạo ra cũng có, nhưng mà gì ạ? Nó không có nhiều. Mình phải gì ạ? Mình phải tham khảo từ những cái nguồn khác nhau, tham khảo từ những cái ý tưởng khác. Ví dụ như là cái video marketing này thì Huy tham khảo từ cái chương trình video marketing 28 ngày của thầy Phạm Thành Long. Tuy nhiên thì cộng với những cái trải nghiệm của mình đó, cho nên anh chị em sẽ thấy nó cũng có những cái phần giống và sẽ có những phần khác so với cả cái chương trình đó. Đấy, về cơ bản là cái mô típ cũng như là cái cách làm cũng như là cái lưu trình hay là cái nội dung thì nó sẽ có một phần giống. Đó. Tuy nhiên thì Huy học từ nhiều cái nguồn khác nhau, Huy học từ nhiều đối thủ khác nhau, cho nên là gì ạ? Cho nên nó trở thành một cái riêng, trở thành cái độc đáo. Và anh chị em cũng vậy, được chưa ạ? Anh chị em cũng vậy, hãy ngưỡng mộ, hãy coi đối thủ của mình là thầy. Thì khi đó chúng ta sẽ có rất nhiều ý tưởng để kinh doanh, đúng không ạ? Để mà làm những cái video rất là tuyệt vời. Ok không ạ? Rồi nha. Thì đấy là những cái căn bản nhất của cái ngày hôm nay, để chia sẻ giúp anh chị em tìm ra được cái kịch bản của mình, với cái mục tiêu là như này. Xây dựng từ những cái giai đoạn đầu tiên, để mà gì ạ? Thị trường từ biết này cho đến thích này, cho đến tin này, xong đến là gì ạ? Mua, được chưa ạ? Dẫn dắt người đi, người tiêu dùng hay là khách hàng hay thị trường mục tiêu của mình, bắt đầu là biết mình là ai. Đầu tiên họ phải biết mình là ai đã, đúng không ạ? Họ chưa biết mình là ai thì làm sao họ mua hàng của mình được, đúng chưa ạ? Sau khi họ biết mình là ai rồi thì bắt đầu họ gì ạ? Họ thích mình. Cái quá trình làm cho họ thích này chính là cái quá trình trao giá trị, gọi là add more value, tức là gì ạ? Gia tăng giá trị cho khách hàng, cung cấp cho khách hàng những cái thông tin hữu ích, cung cấp cho khách hàng những cái gì ạ? Những cái gọi là cập nhật mới nhất về thị trường của chúng ta. Đấy. Cung cấp cho khách hàng những cái hướng dẫn, những cái review, những cái đánh giá, những cái gọi là bí mật, bí kíp, được không ạ? Để họ thích mình. Sau đó thì làm sao ạ? Mình nghiên cứu thật nhiều, thật kỹ, và mình phải hiểu biết trong cái thị trường của mình.
trong cái lĩnh vực của mình thì mình phải trở thành chuyên gia. Và khi mình trở thành chuyên gia, mình hướng dẫn họ thì họ sẽ tin mình, và khi đó họ sẽ mua hàng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khách hàng thích mua hàng từ những người mà họ tin tưởng, đúng không ạ? Đa số mọi người thích mua hàng từ người mà họ tin tưởng, được chưa ạ? Đấy, đa số khách hàng thích mua hàng từ người mà họ tin tưởng, được chưa ạ? Nha. Đấy. Và liên tục gia tăng giá trị, hay gọi là add more value cho khách hàng tiềm năng, hay là thị trường tiềm năng, được chưa ạ? Liên tục gia tăng giá trị cho thị trường tiềm năng, được chưa ạ? Đấy, đây là cái bước này, đây bước thích này. Đấy, bước tin này, được chưa ạ? Đó, thì đấy là cái cách để mà chúng ta xây dựng cái kịch bản bán hàng, cũng như là cái kịch bản để mà chúng ta xây dựng những cái video marketing liên tục add more value, đúng không ạ? Ví dụ như là Huy liên tục trao giá trị ở phòng Zoom 5 giờ sáng, thì đây là cách mà Huy add more value cho gì ạ? Cái thị trường mục tiêu của mình. Ngay cả những khách hàng mà đã sử dụng cái dịch vụ hay là những cái giải pháp mà bên Huy, ví dụ như là một số người đã là học viên trong cái các cái khóa học, hoặc là những cái người mà đã tham gia vào đội nhóm kinh doanh cùng với cả team kinh doanh của Huy, thì làm sao ạ? Thì họ cũng được add more value, tức là gì ạ? Gia tăng giá trị. Kể cả sau khi họ mua hàng, họ vẫn tiếp tục được gia tăng giá trị. Để làm gì ạ? Biến từ khách hàng là gì ạ? Từ khách hàng lạ thành khách hàng quen, từ khách hàng quen sang khách hàng thân thiết, từ khách hàng thân thiết sang khách hàng cuồng nhiệt, đúng không ạ? Từ khách hàng cuồng nhiệt sang khách hàng là gì ạ? Từ khách hàng thân thiết sang khách hàng trung thành, từ khách hàng trung thành sang khách hàng cuồng nhiệt, được chưa ạ? Đó là các cấp độ của khách hàng khác nhau. Khách hàng lạ, đấy là gì ạ? Là thị trường mục tiêu thôi. Đó, họ chưa biết đến mình chưa biết đến họ. Nhưng khách hàng quen, tức là họ đã mua một cái gì đó của mình. Kể cả nhé, kể cả là sản phẩm khuyến mãi, kể cả là sản phẩm không đồng, thì làm sao ạ? Nó cũng phải có giá trị. Ví dụ như là ngày hôm nay anh chị em học Zoom gà gáy, thì anh chị em cảm thấy có giá trị, thì đấy là đã bán cho anh chị em một cái điều gì đó. Đấy là gì ạ? Bán cái gì ạ? Giá trị, bán cái niềm tin, được chưa ạ? Sau đó thì một số anh chị em sẽ gì ạ? Sẽ chuyển đổi thành gì ạ? Thành khách hàng, và sẽ gì ạ? Sẽ sử dụng một số cái dịch vụ của bên Huy, ví dụ như là các khóa học này, hoặc là gì ạ? Hoặc là đào tạo cho nhân sự của công ty này, hoặc là coaching để mà xây dựng cái quy trình chính sách cho công ty này, hoặc là văn hóa, đào tạo về văn hóa cho công ty này. Đó, thì Huy là trực tiếp Huy làm việc đó. Hoặc một số anh chị em khác thì lại gì ạ? Lại mong muốn có một cái cơ hội kinh doanh, có một công việc kinh doanh. Thì Huy lại chia sẻ cho anh chị em cái cách là kinh doanh, nhưng mà nó đơn giản, nó dễ thành công hơn. Nó có quy trình, nó có hướng dẫn đầy đủ, đúng không ạ? Thì đấy mà cách mà Huy làm. Đấy, nếu mà anh chị em ngày hôm nay mà quan tâm thì cũng có thể là liên hệ với cái người mời mình để mà hỏi làm nào để mà có thể là tham gia vào cái đội nhóm kinh doanh của Huy, đúng không ạ? Hoặc là học những cái lớp học chuyên sâu hơn, hoặc là gì ạ? Hoặc là mời Huy về để mà đào tạo cho nhân sự ở trong công ty của anh chị em, đúng không ạ? Đấy, 30 giây dành cho quảng cáo một chút, đúng không? Thì đó là gì ạ? Đó là cái quy trình để chúng ta xây dựng cái video của mình từng lớp, từng tầng một, để là gì ạ? Liên tục gia tăng giá trị cho khách hàng. Và trong số đó thì chúng ta có thể là gì ạ? Đưa ra một số video về chia sẻ về sản phẩm, về trên tay, về review về sản phẩm. Nói chung thì bất kể những video nào thì nó nên có giá trị cho khách hàng. Những cái video mang tính chất quảng cáo bây giờ không còn hiệu quả nữa, bởi vì nó không có tính viral, nó không có tính lan tỏa, đúng không ạ? Những cái video quảng cáo về
về doanh nghiệp thì thực tế bây giờ chẳng ai xem, để thậm chí nhân viên còn chẳng xem, đúng không ạ? Làm cái video về doanh nghiệp mất mấy trăm triệu, xong đầu là gì ạ? Xong đầu là cũng chẳng để đi đâu cả, cũng chẳng có người nào xem hết, đúng không ạ? Đấy, cho nên nó sẽ lãng phí. Thay vì đó thì chúng ta tập trung vào những cái video mang tính chất là gì ạ? Xã hội hơn, nó có giá trị hơn, nó mang tính chất giải trí cao hơn thì người ta sẽ thích hơn, người ta sẽ xem nhiều hơn. Nhưng nhớ này, mang tính chất giải trí nhưng mà cũng phải tập trung vào cái thị trường mục tiêu của mình, được không ạ? Thì chúng ta là người làm kinh doanh thì chúng ta phải tập trung vào thị trường mục tiêu, đừng có làm lan man, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta làm lan man thì có người xem đấy, có người follow đấy, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà nó không có chất, nó không bán được hàng cho họ thì rất là khó để chúng ta có thể để thành công trong cái việc kinh doanh được. Ok không ạ? Đấy, thì ngày hôm nay thì Huy đã cung cấp cho anh chị em biết được các cái cách để chúng ta làm video marketing khác nhau, và chúng ta biết các cái phương pháp làm video marketing khác nhau, đúng không ạ? Rồi chúng ta biết cách để tìm ra những cái tiêu đề, hay là tìm ra những cái nội dung, tìm ra những ý tưởng để chúng ta làm cái việc mà video marketing. Đồng thời chúng ta biết được quy trình để xây dựng một cái hệ thống video marketing, đó là gì ạ? Biết, thích, tin, mua, đúng không ạ? Và hiểu rằng chỉ khi nào chúng ta gia tăng giá trị cho khách hàng càng nhiều thì khách hàng sẽ càng yêu thích chúng ta và càng mua hàng của chúng ta nhiều hơn. Và chúng ta phải định vị mình trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của mình, đúng không ạ? Mình bán hàng phải bán hàng giống như chuyên gia, ok không ạ? Và để trở thành chuyên gia thì chúng ta phải am hiểu tất cả những cái thông tin ở trong lĩnh vực của mình. Tất cả những gì liên quan đến lĩnh vực của mình đều phải học hết anh chị em nhé. Và một cái điều đặc biệt nữa anh chị em phải ghi, khắc ghi ở trong lòng, đó là gì ạ? Là đối thủ chính là thầy của mình. Đối thủ, hãy ngưỡng mộ đối thủ, hãy tìm hiểu đối thủ, hãy nghiên cứu đối thủ, hãy học hỏi đối thủ, hãy làm theo đối thủ. Sau khi chúng ta làm bằng đối thủ rồi thì chúng ta hãy gì ạ? Làm nhiều hơn để vượt qua đối thủ, được chưa ạ? Đấy là cái cách mà dễ nhất, nhanh nhất. Tuần sau thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cái cách để mà làm sao để chỉnh sửa video, cũng như là làm sao để quay video những cái khung hình mà nó đẹp nhất. Đấy, cách kỹ thuật quay như nào, ok không ạ?